Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Và lại là mình, Kiên Vương đây. Hôm nay thì tiếp tục với series mỗi ngày một set trà sữa. Mình sẽ lại mang đến cho các bạn một set trà sữa cũng rất là hot trong thời gian gần đây. Và set trà sữa này tên là lục trà sữa. Và tại vì sao cái set này nó có tên là lục trà sữa các bạn có biết không? Đơn giản là bởi vì chúng ta sử dụng trong set này là trà xanh. Khi nấu ra, nước trà sẽ có màu xanh lục. Cho nên gọi đơn giản nó là lục trà sữa. Và bây giờ hãy cùng mình xem trong cái set lục trà sữa này có những gì bên trong nhé. Ta có một gói trà xanh hay còn gọi là lục trà. Tiếp tục là hai gói trân châu rất là to. Hai gói bột sữa. Và luôn luôn đi kèm trong mỗi set trà sữa, không gì khác ngoài tờ hướng dẫn sử dụng. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng việc nấu chân trâu trước các bạn nhé. Và để tiến hành nấu chân trâu thì các bạn hãy đong vào trong nồi của mình là 5 lít nước các bạn nhé. Thì ở đây đối với 5 lít nước thì mình đã có chuẩn bị một cái nồi to như thế này rồi. Nào, mình sẽ đổ 5 lít nước vào nồi các bạn nhé. Như vậy là mình đã đong đủ 5 lít nước rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đậy nắp và đun sôi các bạn nhé. Ok, như vậy là nước đã sôi rồi nhá các bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt gói chân trâu và đổ vào nồi nhá. Và một lưu ý nữa cho các bạn đó chính là chúng ta phải giữ lại gói hút đậm, không được đổ gói hút đậm vào nồi nhá các bạn nhá. Đổ chân trâu vào nồi xong chúng ta sẽ sử dụng một cái thìa như thế này. Các bạn cứ khuấy một chiều như thế này nhá, đến khi nào các hạt nổi lên là được. Các bạn cứ khuấy thật đều cho đến khi tất cả những cái hạt chân trâu nó được nổi lên như thế này là được nhá. Sau khi tất cả những hạt chân trâu đã được nổi lên thì bước tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là hạ nhiệt độ và đun trong vòng 30 phút. Bây giờ mình sẽ tiến hành đậy nắp và đun nhỏ lửa các bạn nhé. Nhiệt độ thì các bạn có thể ủ tầm từ 1.000 đến 1.500W, tùy theo mỗi loại bếp các bạn đã sử dụng ở nhà. Ở đây mình đang để công suất là 1.300 và mình sẽ bấm thời gian là 30 phút. Vâng, vậy là như vậy đã hết giờ nấu chân trâu rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang bước tiếp theo, đó chính là ủ chân trâu. Thì ủ chân trâu chúng ta cũng sẽ tiếp tục ủ chân trâu trong khoảng 30 phút nhé. Nào, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và hẹn thời gian là 30 phút. Và trong cái thời gian chờ đợi chân trâu của mình đã được ủ xong thì chúng ta sẽ tiến hành sang bước tiếp theo, đó chính là nấu trà. Và để có thể nấu trà thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là đong nước vào nồi đun sôi. Thì đối với mỗi gói trà như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng là 3 lít nước. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn nước để đun sôi rồi các bạn nhé. Như vậy là nước đã sôi rồi các bạn ạ. Mình sẽ đổ gói trà xanh vào đây và khuấy đều lên để cho trà được ngấm nước. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đun trà trong vòng 1 phút. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp vào đun trong 1 phút nhé. Và sau khi nấu xong 1 phút thì mình sẽ tiến hành tắt bếp và ủ trong 10 phút. Mình sẽ tắt bếp đi và để như thế này trong vòng 10 phút nữa. Đây mình xem vào cái đồng hồ 10 phút các bạn nhé. Như vậy là 10 phút ủ trà của chúng ta cũng ủ đã hết. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lọc qua màng lọc để thu lại cốt trà các bạn nhé. Sau khi đã thu được nước cốt trà thì chúng ta sẽ tiến hành đổ hai gói sữa bột vào và khuấy đều lên các bạn nhé. Ok, và chúng ta sẽ lấy thìa khuấy đều bột sữa. Và sau đó chúng ta tiến hành cho sữa đặc vào. Thì định lượng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 300-500ml sữa đặc. Là chúng ta đã hoàn thành được cốt trà sữa, được pha từ set trà sữa nhà cô ra rồi các bạn nhé. Như vậy là hết thời gian ủ chân trâu rồi các bạn nhé. Giờ chúng ta tiến hành rửa chân trâu và trộn với đường để chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch chân trâu với cả nước lọc cho hết nhớt. Sau đó thì chúng ta sẽ cho ra âu và trộn đường. Lượng đường ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị của các bạn nhé. Chúng ta hãy cho khoảng từ 30-50g đường. Đối với bạn nào ít ngọt thì có thể cho ít hơn một chút. Ok, như vậy là chân trâu của chúng ta đã được chuẩn bị xong. Và trà sữa thì chúng ta cũng đã có rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho ra ly để thưởng thức các bạn nhé. Như vậy là đã hoàn thành rồi đó các bạn ơi. Một ly trà sữa thơm ngon chuẩn vị, không thua gì ngoài hàng. Và bây giờ mình mời các bạn hãy cùng thưởng thức nhá. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Trà sữa thì đậm vị trà, thơm vị sữa. Chân trâu thì dẻo dai, ăn rất là cuốn.
Và như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn nấu xong được một cái set trà sữa. Và hy vọng các bạn sau khi xem hết video này của mình thì các bạn hoàn toàn có thể tự nấu tại nhà và có một cái ly trà sữa thơm ngon chuẩn bị như thế này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào các bạn.